Xin chào các bạn nhé. Xin chào các bạn nhé. Hôm nay là mình lại hướng dẫn các bạn cách để làm những chiếc bẫy chuột từ những cái đồ dùng có sẵn ở trong nhà mình nhé. Hôm nay là mình đây mình sẵn có một cái thùng đựng rác này, nó đã bị cũ hỏng rồi thì mình không sử dụng nữa, mình để mình chế tạo thêm chiếc bẫy chuột nhé. Cái thùng rác này nó bị cũ rồi này, nó hỏng nên ra là mình sẽ tháo ra để mình làm chiếc bẫy thành chiếc bẫy chuột nhé. Mình đầu tiên là mình sẽ nói về cái chiếc bẫy chuột này, và mình cũng giới thiệu luôn là mình hướng dẫn các bạn làm rồi nhé, chứ còn mình cũng không có bán những cái sản phẩm ở đâu các bạn, là cứ đây là những cái sản phẩm mà từ những cái đồ cũ có sẵn trong trong nhà các bạn, thì mình muốn là nó cũng là cái đồ dùng nó cũ rồi, nó là phế thải, thì mình không muốn là vứt đi, nó sẽ mình sẽ sử dụng những cái đồ cũ này để làm thành những cái vật dụng có thể vẫn dùng được nhé, và nó hiệu quả đấy. Đây là một chiếc bẫy chuột này, mình đã gắn vào ở dưới này là một cái hộp nhựa. Hộp nhựa này thì mình để cho cái thóc vào trong đấy. Mình để thóc này vào trong và mình gắn các bạn lưu ý nhé, đây mình đều để các cái ô thoáng để cho chuột, khi chuột vào nó vẫn có thể ăn thóc và nó cũng có thể sống được ở trong này nhé, chứ không phải là mình bịt kín đâu nhé. Đấy, và mình gắn vào đây là cái bộ phận chính của cái bẫy này thì các bạn có thể thấy đây. Đấy, đây nó là một cái tấm bìa. Cảm ơn bạn là Comedy TV. Cảm ơn bạn là đã ấn nút like nhé. Bạn nào yêu thích kênh của mình thì cho mình xin một nút like và chia sẻ để cho kênh có thể lan tỏa rộng rãi đến mọi người nhé. Đấy, xem là các bạn
các bạn cho mình những nút like, cảm ơn. Đây mình lại nói tiếp về cái bẫy chuột này. Đây các bạn nhìn này, khi mà mình dắt thóc vào trong và mình để cái đường cầu lên thì chuột sẽ như này, chuột sẽ đi vào đây này. Đấy. Khi đi vào bên này thì chuột xuống thì nó sẽ lật vào bên này và chuột lại có thể đi sang bên này, đi sang bên này. Thì đấy, đây mình để như này. Đấy. Khi mà chuột ở dưới nhảy lên thì sẽ không tiếp cận được đến cái phần này và cái bìa này nó sẽ gạt. Nó sẽ gạt để cho là chuột sẽ không lên được. Đấy. Với những cái chiếc bẫy như này thì khi các bạn bẫy được những cái con chuột ở trong nhà mình, sau các bạn thả ra thì chỉ việc dơ ngang cái để ngang cái bẫy như này thì chuột sẽ tự động ra được nhé. Đây. Và bẫy này mình làm là để hướng thẳng đứng cái bẫy từ trên xuống dưới như này nhé. Đấy. Các bạn có thể đấy. Đây làm cái này thì nó cũng rất là đơn giản thôi. Cái này thì chỉ cần là một cái hộp nhựa. Đấy, và ở trên mình làm một cái tấm bìa mình một cái hình vuông này. Đấy, tấm bìa mình để sao cho là ở phần dưới này ngắn hơn, phần trên này dài. Phần trên này khoảng 20 cm, phần dưới này 10. Để làm sao để khi mà có tác động vào cái khi mà xuống tác động vào phần dưới thì bìa nó sẽ lật lên, nó sẽ đóng lắp ở trên nhá. Đấy. Đó là một chiếc bẫy. Các bạn ấn like cho mình nhỉ. Các bạn lại cho mình xin một lúc này. Chào bạn Maureen. Mình đọc tên các bạn. Mình chào các bạn nhé. Và đây bây giờ mình sẽ hướng dẫn là làm một chiếc bẫy chuột từ đây là từ một cái gọi là cái thùng rác để trong nhà. Đấy, nó cũ rồi thì mình cũng không sử dụng nữa, để trong nhà nó dơ bẩn thì mình sử dụng là để làm một cái bẫy chuột để trong nhà kho nhé, để trong bếp nhé. Đây mình bỏ cái lắp này, bỏ cái lắp này ra. Đấy. Và đây các bạn kiếm cho mình một thanh sắt này, thanh sắt chiều dài là xuyên qua miệng xô nhé. Đấy. Đấy, thừa khoảng này. Đây. Đấy. Và đây các bạn đây là mình đã làm một cái bìa cắt từ một cái bìa cắt tông này. Đấy, hình tròn thì đây các bạn để ý nhé, hình tròn thì nhỏ hơn xô nhá. Đấy. Và các bạn cố định cho mình bằng keo nhé, keo các bạn dán vào đây, dán để làm một cái đây các bạn làm như là hình cái máy bay này. Đấy, đó là cái bánh lái để giúp cho lúc nào cũng cân bằng nhé. Đấy, và đây khi mà các bạn đục cho mình hai lỗ đấy, đây mình để mình xiên này. Các bạn nhớ like chia sẻ nhé, kênh Mô Xê Cháp 2 nhé.
mình sẽ xuyên qua này. Thật ra là đấy, đây này, mình đã xuyên qua rồi này. Đấy, các bạn này, chết rồi, nhà mình bị mất điện các bạn ạ. Mất điện. Đấy, đây này. Bay còn có 3G. Đấy, mất điện này. Đây nhá. Khi mà mình đặt xong như này, mình dán thóc vào trên này nhá, và mình chỉ việc là đậy cái lắp này lại, không cần đâu. Sắp xong. Đậy cái lắp này lại đây. Như này nhá. Đấy. Và khi đây, khi chuột đến mà tiếp cận vào thức ăn này. Đấy, thì sẽ đây, thì sẽ như này. Đấy, các bạn có thể thấy đây. Đây. Tối nay mình sẽ gửi đến bạn các clip về những chiếc bẫy này nhé. Thì bạn nào muốn mình thử nghiệm chiếc bẫy chuột nào trong một trong hai chiếc bẫy này thì ấn comment bình luận cho mình ở phần dưới nhé. Thì mình sẽ ưu tiên để gửi đến cái clip đấy, cái bẫy đấy cho các bạn xem. Đấy, cảm ơn bạn Suri đã vừa ấn comment. Rất vui nhận được các comment và nút like. Cho mình nút like nhé, để kênh mình có thể lan tỏa đến được nhiều người biết đến hơn. Nó cũng là một cái động lực cho mình để mình có thể có những cái ý tưởng mới tiếp theo và hay hơn. Đấy. Thực ra nó cũng là những cái nội dung tốt để cho mọi người có thể tiếp cận để làm, chứ mình cũng không làm gì để cho xin chào các bạn nhé. Mình hẹn gặp lại các bạn vào buổi sau nhé. Mình lại hướng dẫn nhiều hơn. Hôm nay ở đây nhà mình đang bị sự cố mất điện. Rất xin lỗi mọi người. Mình nghỉ live sớm đây. Chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai.